cho sáng. Bây giờ mình chuẩn bị, mình đi lễ. Chị Khanh còn ngủ ở trong phòng. Sáu giờ sáng, không biết hai đứa nhỏ nó dậy chưa anh. Hi đi. Good morning. Ngủ được không tối hôm qua? Ngủ được 5 tiếng. 5 tiếng hả? Thì sướng rồi. Chị Thư ngủ nghe. Ủa quá, chị ngủ mấy giờ? Chị ngủ chắc 11 giờ chị ngủ rồi. Thì 4 rưỡi chị dậy. Ừ. Thì cũng cỡ đó đúng không? Ừ. Hai đứa kia ngủ dậy. Thì chị cũng sướng rồi. Ừ, ngủ lèo. Vậy mà đứa nào nói là sợ về ngủ không được, không dám đâu. Trời ơi, trong khi đó thức mấy một ngày mình đi 24 tiếng ngủ liền chứ. Về vô về mình ngủ liền không? Không, mình ngủ rồi rưỡi đêm mới ngủ. Chứ mà làm gì? Chơi với mấy đứa đó hả? Để giỡn quá, chơi giỡn. Chứ là bởi vậy tao lo tao chui vô phòng tao ngủ trước. Chứ không thôi khỏi ngủ luôn á. Chị Khanh cũng ngủ được đó, thấy ngồi nằm im ru à. Không ngủ nó mới lạ. Chị Khanh mà không ngủ là chị Khanh chết á. Siêu nhân thế. Trời ơi, tôi nói vừa hay là bảo đảm là ngủ liền. Không thể nào mà không ngủ được. Đúng, không ngủ là thế luôn. Nhưng mà chắc là chắc ngủ như vậy là quen rồi. Đó, nó gọi là khỏe rồi đó. Chị là không ngày. Không có bị giống như bây giờ nếu mà ngày qua chị ngủ tới 4:30 dậy là ok hả? Không có bị chắc lắc nhiều không, vậy là ok. Tại vì mình cũng phải dậy để mình đi mà. Mình ngủ thì bây giờ mình sạc ban ngày mình đi rất là khỏe. Phải từ từ nó quen. Giống như bây giờ mình ngủ được 5 tiếng, xong rồi tối nay thì được 6 tiếng. Đúng rồi, đúng rồi, từ từ nó quen. Vài bữa ngủ tới 7-8 giờ mới dậy á. Mà mai mốt á, về Mỹ mới chết á. Rồi quay về Việt Nam nữa. Chịu thôi. Chịu thôi, thay đồ chưa? Dạ, chuẩn bị đi lễ. Cũng còn sớm ha. 6:10. 6:45 mà mình xuống dưới. Trời ơi, 6:00 sáng kìa. Nè, nãy qua đây nè. Ở Mỹ 6:00 là vẫn chưa sáng. Vẫn còn tối thui vậy. Hôm nay đổi giờ đúng không? Sáng ngày mai. Là tối nay của mình đó. Ở Việt Nam này. Đúng rồi. Ở Mỹ mới đổi giờ. Qua dắt chị Khanh đi làm sao? Sao mày muốn quay lại gì chị Khanh cho tao coi vậy? Trời ơi, chị Khanh tự nhiên quay không nổi. mày quay đi chị Khanh, mày muốn quay gì dùm cho fan mà tám coi vậy? Chị Khanh cô đi gọi đầu, là bóng đá bóng chân. Rồi... gì nữa ta? Hình như dậy hết rồi đó. Mày hết cái ngày luôn. Ngày luôn rồi. Ừ. Hôm qua 8 không có đi với chị Khanh được, bởi vì mỗi người chia ra nên đâu có lo hưởng thụ, đâu có quay được đâu. Chị Khanh đi về xong chị kêu chị hôm qua đó đi gội đầu trước nhưng mà chưa có làm tay móng chân, xong cái chị thơ vô đúng không, xong rồi đi về nhà cái chị Khanh kêu ủa tay chân tao chưa có làm. Ok thôi. Mà cái mẹ nó giờ đó là nó ngủ kinh khủng. Đúng rồi, chiều chị Khanh kêu chứ. Thôi đi đi mẹ ơi, mình ngủ là mình ngủ tới tối luôn á. Là trái giờ là khuya này khỏi ngủ luôn á. Bởi vậy xong cái em mới nói Hạ Vy coi tìm thấy chỗ tiệm nail nào ở đây. Cái nó Google được cái tiệm ở ngay dưới gần nhà. Là đi bộ hả? Thì em thấy là nó phía bên đường thôi à. Phải không? Nhưng mà chị Khanh nói chứ. Hai mày với thằng Eric là cho tao đi xe máy bây giờ. Tao không đi xe máy được. Mày biết tao đi xe máy mà không dám nhìn đằng trước, tao cứ nhìn phía bên hông vậy thôi. Tống bà hả? Thì đi vòng vòng trong mấy cái hẻm á. Rồi mới dắt chị Khanh đi ăn ở cuốn với bò bí rồi trứng cút lộn. Là đi không trong đa chở chị Khanh. Tống bà chị Khanh ngồi giữa hả? Chị Khanh ngồi giữa. Trời ơi, mắc cười. Trời ơi, vậy mà không ai quay cho chị coi vậy. Chị cứ
như lần đầu tiên tôi thấy trứng cút lộn mà ăn nó ngon, nó mềm vậy đó. Xong rồi nói chứ mà mì cũng có mà mắc kinh khủng luôn. Ủa vậy hả? 100 cái mà 75 đồng ở Mỹ chứ, chứ trứng lộn á hả? Ừ, cút lộn mà nó cút lộn á chưa có ăn. Đó xong nhắc chị Khanh đi ăn, Khanh khói quá trời luôn. Cái chị Khanh nói tụi bay ăn như vậy, ăn rồi cuốn với lại mắm nêm hả? Tao thôi tao không ăn mắm nêm đâu, chị Khanh là không bao giờ ăn mấy cái loại mắm mắm đúng đó. Rồi xong rồi cái lấy cái sauce bò bí cho chị Khanh đó, chị Khanh ăn ăn xong về cái tao chưa có làm, ủa chứ tại sao chưa làm gì hết. Ôi dắt đi cái xong em ấy, chị Khanh nói tao không chịu đi bộ đâu nha, cũng không rồi đi xe máy luôn chứ đi mà gì mẹ nói bây giờ nó gần nhà lắm luôn cái mà bây giờ mình bút xe mà gần quá là người ta không có, người ta không nhận cái cuốc đó. Cái em ấy nói thôi bây giờ hả chị ngồi đây đi, em đi bộ đó, em mượn cái xe máy của người ta, em về em chở chị đi. Ai cho mà mượn? Xong cái là em nói như vậy để có động lực cho chị Khanh đi thôi, thay vì đi bộ. Nên chị chịu không? Xong cái hồi nghĩ lại em nói ủa chị Khanh mà người ta đâu biết em là ai đâu, em mượn xe cho em. Tự nhiên mày không biết mày ai thì mày tới mà mượn xe máy em tao mày đi mày khùng. Tại vì cái lúc mà làm tóc á thì con nhỏ đó, nó tới nó chở đi cũng chở ba luôn. Cái xong rồi tự nhiên mới nghĩ ra như vậy mà trời mắc cười mất chế luôn. Rồi cuối cùng sao? Thì xong rồi cái em mới nói hai đứa đi bộ với cô Khanh. Cái xong chị Khanh mới chịu, nhưng là phải có người đi theo nữa. Chứ mình mày chỉ không quan tâm hả? Mày coi lại cách ăn ở của mày đi. Em phải hỏi cuộc sống sân si mới được. Xong rồi bốn người đi bộ xuống. Xong rồi cái ngồi đó đợi chút xíu cái người ta làm. Sao làm lâu dữ vậy? Trời ơi, làm kỹ lắm luôn á. Là cắt da, cắt đồ. Ừ, cắt da rồi là cũng cắt da tay vô cho như làm móng với chị Khanh. Làm tới 7 giờ tối luôn. Ừ, quá là lâu. Ừ, quá trời lâu luôn. Rồi em có làm không? Cắt da à? Mà công nhận kỹ thiệt luôn á. Hết rồi, không có miếng nào hết. Tới giờ cũng chưa có miếng nào. Lần sau mình đi mình cứ quay chị Khanh cho tao nha. Bổn phận mày đi mà mày không quay chứ mà kỳ cục giờ kể không không có không có sách mất có chứng gì. Ờ, không có bằng chứng chức tòa đúng không? Ờ. Nhưng mà mọi người tin em. Tin cái gì? Tin em không có sách mất có chứng gì chứ. Vậy hả? Nói phải có video minh họa đàng hoàng chứ. Không, em có người làm chứng mà. Ít ra mày tống ba mày phải có một cái video mày cờ hoặc là hình ảnh là tống ba chứ. Chị nói ba, không vậy? Xong cái chị Khanh nói chứ. Ấy có ai chụp hình cho chị không, chị gửi về cho con trai chị nó coi. Gửi về con trai vậy. Đi Việt Nam mà nhớ ba đứa con trai. Trời ơi. Ừ, rồi không ai chụp cũng ai qua phim luôn, ổn ghê chưa. Mất cười, câu chuyện đến đây của em đến đây là hết. Kiếm gì ăn coi. Đói bụng quá vậy. Bưởi đâu? Dạ. Ồ, có xôi nè. Ôi, có xôi nè. Bưởi. Chắc mò bưởi, lạnh quá. Ăn bưởi nè các bạn. Hôm qua bằng là bà Lệ Thi. Cái gì vậy? Ngoài đây mình nói chuyện tao coi. Ngoài hai đi thay đồ. Dạ em đợi chuỗi ghê. Ăn bưởi ra đi. Trời sắp xếp ăn bưởi. Trời ơi. Bình thường hả? Chị ăn hoài à, sáng là chị ăn à. Rồi bụng chị có mỡ không? Không biết nữa. Vẫn có chứ bình thường. Có gì bình thường. Có gì lạ không? À, tối hôm qua mắc cười lắm thơ. Trời như phòng mình nha. Đúng không? Cái điện thoại vậy nó cứ nghe có ai vô nhà mình á. Sao nói chứ không phải đâu. Bên kia thì không phải ở trong cái chỗ của mình đâu. Cái xong cái thôi. Không. Nhưng mà vô nhà mình thiệt.
bạn mới mở cửa ra, đúng là có hai bạn mà bước vô nhà thiệt. Ai vậy? Hai bạn bên cái phòng đối diện á. Cái xong cái anh mới nói, ủa gì vậy? Cái bà nói, bà cầm cái thẻ, xong rồi lên bà mở được cửa phòng mình luôn. Hay vậy? Ừ, mà cái thẻ của bà là có cái số phòng của mình luôn. Bà nói bảo vệ được. Cái gì? Bảo vệ được. Ủa sao kỳ vậy? Mà phòng của bà là khác phòng mình một số. Ừ. Sao mở được? Mà xong em mới nói, em mới kêu chứ, ủa sao kỳ vậy? Cái em đi ra em khóa cửa cái em mở mà nó lại không được. Lại xài cái thẻ của cái người đó đó. Mở mở nhà, cửa phòng mình là không, đâu có được đâu. Thấy không? Mà lúc đó mấy giờ? Lúc đó chắc 12 giờ. Trời. Ừ. Mà hai người đó là hai người, người gì? Thì người Việt Nam thôi. Ừ. Cái người xong, cuối cùng sao? Cái bà nói, ôi em hỏi cái chị, nhưng mà nhà nó có một cái mã nha. Cái chị nói, ừ chị có mã. Bà nói em bấm thử bên của bà đó. Cái xong em bấm, mà chị bấm á là chị bấm thiếu một cái nút. Ừ. Thấy không? Cái chị nói chị mở nãy giờ không ra. Nói tại chị bấm thiếu mà giờ chị bấm thử đi. Nhưng mà lần đầu tiên chị lấy phòng hả? Không biết, cái đó em đâu có hỏi đâu. Không, hình như là người ta đã ở một hai ngày hay mấy ngày rồi. Người ta đã ở rồi sao người ta không nhớ cái hướng phòng của người ta là phòng nào. Nhưng mà người ta nhìn lên cái thẻ này thì lại là phòng mình. Cái số phòng mình. Nhưng mà nếu người ta ở mấy ngày người ta phải biết là cái phòng người ta số mấy chứ. Em cũng đâu có biết đâu, nhưng mà có một cái chị đó, chị nói là không phải căn này. Căn này lạ quá. Thì đó. Để bịt đồ trên đây ngay chỗ này luôn nha. Cái ngồi chập sau á, đi qua bỏ cửa tiếp. Cái xong nó, ủa sao vậy chị? Cái bà nói, ủa bịt đồ trong nè. Có, chị có cái bịt đồ màu vàng chị để quên trong đó không? Ba đứa đi tìm có thấy bịt đồ màu vàng nào đâu. Cái tới hồi cái em nhìn lên kêu, chị mặc có màu vàng á, hay là chị để bịt đồ màu khác? Bịt đồ đấy bịt đồ màu xanh. Kiếm bịt đồ vàng ra hay nhà bịt đồ màu xanh nữa. Chị kêu em á, áo của chị màu vàng chứ không phải cái bịt đồ màu vàng. Cười quá trời, muốn xỉu luôn. Bởi vậy sao mà ngủ, tự nhiên mình đang buồn ngủ rồi cái gì ra gặp chuyện vậy, cười xong rồi hết ngủ luôn. Sao hay vậy? Không biết có người vô nhà hay gì? Thì nghe tiếng người ta nói mà mình ở trong phòng thôi. Mà mấy người đó vô nhà mà thấy đồ đạc tùm lum lạ lạ mà cũng không biết là lộn hả? Thì có một cái chị nói là không phải cái căn này, căn của mình căn khác. Chắc cũng ba lời, mà tám. Còn cái chị mà mặc áo màu vàng là căn này mà nè, nhìn trên số này nè. Cười mà không mệt. Sáng nay em tưởng em đau họng rồi đó thôi. Cười quá hả? Ừ. Mà không bị mừng quá. Đúng không? Từ về Việt Nam mà để làm cái gì hả? Em á. Chuyện gì? Em đi từ thiện á. À về tháp tùng đi từ thiện chơi vui thôi vậy hả? Trời ơi, không nhận. Em đi bảo vệ cuộc sống sân si nữa. À quên, có người comment nói là họ đừng có nói mấy cái đó nữa. Tôi thấy bây giờ kênh của bạn đang vui vẻ, đang vậy mà tích cực, mà bây giờ tự nhiên nói mấy cái đó ra thấy nó không có, giống như nó tiêu cực á. Nó ok vậy thôi, để không nói nữa. Tại vì tính nói vui thôi chứ đâu có phải sân si thiệt đâu. Đúng rồi. Giỡn vui thôi, tại vì nói cái đó tới mắc cười quá trời luôn. Giờ giỡn thôi, vui thôi, còn không vui thôi, nghỉ khỏi nói. Chứ đó giờ mình cũng đâu nói đâu, không tự nhiên vui vui gì đó. Tại bà Linh bà đặt ra cái tựa mở kênh cuộc sống công si này kia, cứ thấy vui cười. Mà cái xong chị Khanh chị mới giỡn luôn, sẵn gì Khanh chị sưng sưng lên chị giỡn. Mà vui, thấy vui. Còn nếu mà anh chị không thấy vui thì thôi, nghỉ. Thôi bỏ qua, nó thôi giờ không nói nữa. Là giờ thôi định không nói nữa.
ok khanh khanh mình quay trở lại trả lại sự sự gì hiền diệu hiền diệu này kia của khanh khanh. Anh Khanh có lỡ mà có anh Khanh có giỡn sân lên thì mình cũng không nên nói, kệ để cho Khanh Khanh tự động Khanh Khanh sân xong Khanh Khanh xả xuống. Ừ. Ủa chết cha, vụ gì đây em đi cái vụ này cũng được. Cái gì mình vui á, mình cười mình nói mình cười mình vui, cái mình cứ đâu biết đâu, mình đâu nghĩ mà nếu mà khán giả coi mà thấy ấy thì thôi dễ mà, có gì đâu, chuyện nhỏ xíu à, mình là làm được thì mình bỏ được chứ có gì đâu. Lạnh quá cái bữa này, mà nếu mà không có lạnh là tắm ăn nãy giờ gần hết rồi đó. Ê đúng rồi, ê răng, dạo này cái răng của tám ăn đồ lạnh là uống nước lạnh á nó ê, mà cái lạnh quá, ví dụ mình cắn vô cái răng đó, nó ê lắm. Có gì bị viêm nướu hay gì không? Không biết, không biết nữa, nhưng mà súc miệng cũng vậy á, chị là nước ấm cái đó là bị sensitive á, nước ấm mà chị không có lạnh. Cái răng chị thơ bị sensitive á, cái gì đi về Mỹ đi rồi, rồi đi khám để coi có ê răng là sao ta, ăn đồ lạnh ê là nó bị gì? Là bị sensitive, nhạy cảm hả? Vậy giờ mình phải làm cái gì? Thì đi nha sĩ á, người ta sẽ kiểm, người ta kiểm tra cho răng răng mình trước. Người ta kiểm tra xong người ta sẽ biết được là bị như thế nào. Ok, mà đừng nghĩ giống như lúc người ta coi, những lúc nhập tâm, những lúc người ta tưởng thiệt, như sinh thi thiệt á. Với lại gì nè, thì có nhiều người ta vô giống như thơ hay nói á, thì con có cái tật đó thôi à. Không? Rồi thì trước giờ đâu biết tính chị Khanh như thế nào, với chị em như thế nào đó. Chắc vô coi cái tập đó thôi, là cái tập mà có ghi là đón gì cuộc sống sân si về tới Việt Nam á, cho nên người ta nghe nó cuộc sống sân si cái người ta thấy tiêu cực liền. Heidi là người coi như là cũng coi video của Tám thường lắm nè, mặc dù Heidi ở Seattle cũng xa nhóm nhưng mà nó coi thường xuyên lắm. Mày có bỏ sót cái tập nào của tao không mày? Tại em ở xa cho nên đó là em mới coi, chứ em ở gần thì Khanh với Christy rồi không coi đâu. 13 có gì Tám sẽ livestream đọc kinh ở Đức Mẹ tập tao nha. Thay đi đi Đức Mẹ tập hao chưa? Chưa. Chị cũng chưa giờ đi, lần đầu tiên đi nè. Không biết Đức Mẹ tập hao là như thế nào mà đón giờ. Chị Thơ có biết tiểu sử của Đức Mẹ tập hao không? Chưa. Em cũng không biết luôn. Nhưng mà giờ mình có thể biết được. Có tưởng mà biết. Rồi tao. Giờ không vui cuộc. Quỷ. Ngày 13 mình đi Đức Mẹ tập hao xong mình sẽ phát quà cho ở đó, mà nghe sơ nói là ở tập hao á cũng nhiều em bé rất nghèo khổ lắm, cho nên sẵn mình đi á công hai ba chuyện mình phát quà cho chỗ em bé dân tộc luôn, các bé dân tộc cũng nhiều lắm. Sơ nói vậy đó. Chỗ đó là dân tộc, vậy là người ta không có phải là người Kinh đúng không? Không biết nữa, mình chưa đi cho nên mình cũng không biết. Chị mà nghe sơ chứ. Thế vậy? Tại là dân tộc thì đâu phải người Kinh. Thú quỷ. Đó, đâu để ý không? Sơ nghe sơ nói vậy đó, mà có sơ sẽ đến đó luôn. Sơ nó sẽ đến chỗ bà ba học kinh với mình luôn. Cảm ơn hai đi đã hâm sôi cho bà Tám. Tối qua mình nghe nói đem đồ ăn cho ai đem đồ ăn tới cho chị Khanh vậy? Không biết, em đâu biết đâu. Trời ơi, sướng ghê, chị Khanh sướng ghê, được có người đem đồ ăn tới cho ăn luôn á. Mà lúc đó mình như chị ngủ rồi. Đúng rồi, đúng, chị ngủ rồi. À, đi con nha cái đô. Ừ, trong cái đô hả? Dễ thương quá. Nha cái đô mà chị Thơ với chị Khanh nói gì không? Cô cảm ơn Giang Tía Tô nha. Ha 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 ha.
Để bữa nào em gặp nó đi. Ôi có ông nè, ông cười xỉu. Ờ quên, tối hôm qua là chị Khanh á xin một cái nệm cứng để dưới đất ngủ, còn tám ngủ trên giường. Tại cái giường đó nó mềm á, chị Khanh ngủ bị đau lưng. Mà tám không ngủ bình thường tại tám không có đau lưng. Cho nên là tám ngủ thấm nát cũng ok. Mà chị Khanh thì lại bị đau lưng cho nên mới xin một tấm nệm cái chị Khanh ngủ dưới thấy ngon, ngủ ngon lành. Hai liền có bị đau lưng không? Cũng có bị nhưng mà ít. Hai đứa tính dắt chị Khanh đi chữa lưng mà cuối cùng không có đi được, mà tại vì đi chơi hoài mà không mà đi chữa. Người ta nói chữa là phải bị rất là ê ẩm mà phải ở nhà mà đi liên tục vậy có mấy ngày rồi sao mà chữa. Chắc phải thưa chị Khanh ở lại lúc mà mọi người về, chị Khanh ở lại chữa cái lưng. Vậy là cứ cưới chị Khanh ở lại. Đúng không? Chữa lưng mà phải nghỉ ngơi. Ý là nó sẽ đau á, mà mình mà đi đi nhiều thì mình cảm thấy mình đau, thay vì mà mình nằm mình nghỉ thì nó đỡ. Hay để tính chở chị Thanh đi đâu? Chỗ nào? Ở bên Bình Thạnh đó. Tại vì chị bạn của em làm cái đó. Cái trị liệu với lại yoga. Hết không? Chữa cho mình mà hết không? Chữa hết, nhưng mà nói chung là nó cũng sẽ vài lần á, chứ không phải là một lần. Chứ chưa sao một lần được. Thì mình nếu như mà mình sắp xếp được thì mình đi ở đây mình cũng đi được mấy ngày đó, nhưng mà lại mình thì mình lại đi nhiều quá. Không, nhiều khi mình tranh thủ chẳng hạn như giờ buổi sáng mà mình rảnh á thì mình đi. Nhưng mà qua hơi qua chiều, chứ chưa chiều tối chứ mình lại đi. Không có được, phải đi liên tục á. Thì sợ chị Khanh chịu không nổi thôi. Chữa là phải chữa, về phải chữa thôi. Không có được đi chơi mà sợ mà chữa. Từ trước là Linh về cũng chữa không á, mà có hết đâu. Chị Linh có chữa hả? Nói chung bệnh là mình cũng đã bị từ rất là lâu rồi. Mình ảnh nhìn đứng rồi ngồi đi. Không lấy cái mặt rồi kìa. Mất cái đầu rồi kìa. Này, cái mặt em này chỉ mất cái đầu thôi. Ngồi. Tại em ngồi gần thơ á. Biết sao không? Là em sẽ dành năng với thơ. Chết cha. Mày ăn đi. Mày thèm lắm mà. Mày thèm lắm mà. Còn một hộp xôi dẫm á. Đúng rồi, xôi khác nữa. Cái này xôi bắp. Xôi xôi gì? Xôi gì cái tên dài của chị Khanh á. Xôi bắp. Không nhớ được. Không. Xôi màu đen á. Xôi nếp than. Nếp than. Nhưng mà có dừa, có đậu xanh. Rồi có cái bánh gì màu trắng mà nó mềm như bánh gì vậy đó. Đó. Xong rồi kẹt vô ăn á. Đó, chị Khanh thích đó. Sao chị không ăn? Hôm qua chị ăn mà. Hôm qua chị ăn, chị Khanh ăn nửa cái. Hôm qua chị Khanh ăn xôi đó nửa cái nha. Hôm chị Khanh ăn nửa cái bắp nha. Chị Khanh ăn hai củ khoai lang nha. Xong rồi chị Khanh ăn 1/4 khúc bánh mì nha. Xong rồi gì nữa ta? Mình hết rồi. Ăn vậy tới chiều đi ăn. Tao nghe chị nói chuyện khoái ăn bắp với lại khoai. Tao đem một bắp khoai lên. Nhưng mà chị nói với một Đức Nhi là tao về đây nó cho tao ăn cái này nè. Tàn những vô nhân đạo. Ủa là nói thiệt á. Trời ơi. Bởi vậy gọi cái tên nó cũng đúng rồi đó. Tao thèm xôi từ lúc bên Mỹ á, tao về tới đây mà nó cũng chưa tập tao cần xôi. Mà sáng sớm hôm qua đi, sáng sớm đâu có ai bán xôi. Lát nữa cứ trẻ trẻ chút chung nó mới gọi người đem xôi tới á, nhớ không? Mà không ai đi lấy, hay để nó đi mua xôi cho chị Khanh. Chị cũng đi mua xôi, xong cái
cái đang đi bộ về, cái ông nó gọi cho em, nó nói là lấy xôi, cái về tới cái cửa luôn là gặp cái người giao xôi. một em đang giữ ăn Không có gì đó, chị Khanh ăn nửa hộp xong rồi ăn tùm lum la hết. cũng có nhân đạo. Chút nữa mình đi lễ xong mà mình đi ăn sáng ở chỗ bún bò Huế của nhà gia đình của Hằng á. Hằng nó tới đó ăn thử đi. Ok, để đi lễ xong cả đám kéo về bún bò Huế chỗ nhà Hằng ăn. Ok. Giờ bà Thi, bà Lệ Thi đâu cũng biết nữa. Thôi, bây giờ mình đi xuống. Đi xuống được rồi đó. Đi lễ. Đi. Ok. Alo, mày đâu rồi? Chị hả? Alo, mày đâu rồi? Nguyên một bộ đồ còn hồng. Cha giảng về việc là ma quỷ cám dỗ thì thường là cha nói là mọi người đều đổ lỗi cho ma quỷ, tất cả mọi người đều đổ lỗi cho ma quỷ, nhưng mà thật ra ma quỷ là do xuất phát từ những cái việc, từ những cái thói quen của mình. Nếu như mà
cái việc mà ma quỷ nó cám dỗ mình á, mình chỉ bị tội một thôi. Còn nếu như những từ những cái thói quen của mình thói để, xấu không phải thói quen, thói quen xấu để cho ma quỷ cám dỗ thì hoàn toàn cái lỗi đó là hoàn toàn ở mình luôn, là mình phải chịu hết toàn bộ những cái sai của mình. Nên là từ những cái hành động, từ những cái lời nói, từ những cái việc làm của mình, mình đừng tạo một cái thói quen xấu để cho ma quỷ cám dỗ cái việc đó. Rồi cha còn chỉ cái việc là có 5 cách, em nhớ 5 cách để làm cho ma quỷ không cám dỗ. Thứ nhất là sử dụng cầu nguyện. Thứ hai là nói những cái câu trong kinh thánh, giống như là lạy Chúa Giêsu con tín thác nơi Ngài nè, rồi Giêsu Maria Giuse xin cứu giúp con. Rồi có nếu những cái câu như vậy thì mình sẽ phải nói thường xuyên. Thứ ba là phải sử dụng những cái bậc thánh, giống như là thánh giá nè, chẳng hạn Mương Coi nè. Thứ tư là cái đó mới quan trọng đó. Thứ tư mới là quan trọng. Thứ tư là phải mình quên. No. Thứ tư là không được nóng giận, đúng không? Kiềm chế lại cái cơn nóng giận của mình và không được để cho ma quỷ nó có một cái cơ hội nó làm một cái việc giúp mình làm nên việc tội á, thì mình không được như vậy. Thứ năm là cái gì? Thứ năm thì là mình phải nhận thức được là như thế nào là tội và tránh sai phạm. Và nếu như mà mình có phạm tội rồi, xong rồi lại tiếp tục phạm tội nữa, thì cái đó là tội nhiều hơn nữa. Ngủ sưng nghe nói mày ngủ gục mà sao mày nhớ? Em đâu ngủ gục đâu, chính như là nó cay mắt quá, chớp mắt chút xíu. Nhắm mắt thôi chứ đâu ngủ. Nhắm mắt để đó mà vẫn nghe. Nhưng cái gì cũng ngủ gục đúng không? Rồi sao nghe? Ngủ thì nãy cái khúc đó là cái gì đúng không? Vẫn nghe. Hôm nay hình như cha ở Tao Tới á, chứ không phải là cha ở nhà thờ Vĩnh Hội. Hồi nãy là đi nhà thờ là nhà thờ Vĩnh Hội chứ. Thì nhà thờ Vĩnh Hội ở đây thì cũng gần nhà em, và em cũng ít đi lễ ở đây. Thường là đi lễ ở nhà thờ Hoàng Sĩ, ông Chúa Cứu Thế. Nhưng mà ngày hôm nay đến, khi mà mình mới đến nhà thờ, mình đã nghe cha giảng quá hay rồi. Cũng hay, cũng hơn là mình tới kịp, vừa kịp lúc cha giảng. Tại vì mùa này là mùa chay, và mình giống như là tĩnh tâm á. Rồi cha nói là ngay mùa chay mình nên làm việc những việc bác ái, thì kỳ này mình về cũng đúng lúc luôn ha. Trong mùa cũng chay hay luôn. Ha. Cũng hay, mình làm những cái công việc bác ái cũng rất là hay. Và cha có dặn mình là mình phải tập cho cái tánh nhân đức, là giống như là mình phải tập ăn ở cho nó hiền lành. Chứ mình giữ rồi mình nóng giận thì mình nói tại tao nóng, tánh tao nóng là không có được ha. Câu đó hay không? Là giống như là thực tế trong cuộc sống mỗi ngày của mỗi người, ai cũng muốn người ta lên nó cũng nói ôi tánh tao nóng quá trời vậy. Nhưng mà miệng cái miệng thì không giữ. Thì đó ý là cha nói là tập cái tánh hiền lành đó là xong tự nhiên xoay qua nhìn người ta. Là ý là mình nói mình chung như vậy hoài á, bây giờ tự nhiên lên cái cha nói cái mình quay nhìn nó liền. Ý là nghe chưa? Ý là nghe chưa? Đó, cha còn nói vậy nữa đó. Là chứ không phải là mình nói không, đúng không? Đó cũng hay, nói chung hôm nay cha giảng rất là hay. Cái bài giảng hai đứa có nghe không? Dạ có chứ. Rồi hai đứa này nãy giờ nó nói mà nghe không? Không, tại em ở trong trong phòng của chị thôi. Phụ giúp chị Khanh. Rồi vậy hả? Rồi hai đứa còn hai đứa thì sao? Rút ra được một cái bài học gì hôm nay? Lời Chúa là mình phải nên bỏ tất cả những thói hư tật xấu. Chẳng hạn như là cầm một đi đâu đó lúc nào cũng dính điện thoại đúng không? Chẳng hạn như hồi nãy nó ngồi trong nhà thờ đó, cha mới vừa nói nè, mấy người kia hả, thằng xanh thằng đỏ cứ rút điện thoại ra, nó y vậy á. Không phải rút điện thoại ra. hôm nay cha gãi đúng nhiều chỗ nhột. Tại vì nhiều khi đi tới đèn xanh đỏ thôi 99 giây, 99 giây là gần 2 phút rồi. Không, mà có một cái điều á, em thấy rất là hay luôn á, là
Tại vì á, cha nói á, là có nhà mà có con bắt đầu trong cái tuổi dậy thì đó, thì mình cũng có là bắt đầu phòng của nó đúng thật là như vậy luôn. Ok, có một cái thánh giá mình treo lên trên tường cho nó rồi, nhưng mà đúng là trên bàn của nó không có. Đó thì đó là cái một cái hoặc là trang hạt cũng coi được. Nhưng mà mình cũng để lên mình có nhiều khi mình để ngay đầu giường của mình đúng không hay như thế nào, nhưng mà trên cái bàn, thậm chí trên cái bàn của em còn không có nữa, thì làm sao mà bàn của con em có được. Thì đó giờ về kỳ này mình đi Huế á, quên, đi La Vang nè. Ủa? Đi Trà Bào, đi Trà Bào xin để trên bàn cho nó hiểu. Ý là cha nói là mình phải, ví dụ như mình trang trí phòng cho con mình toàn để laptop hình ảnh những cái tùm lum tùm la những cái gì, nhưng mà trên cái bàn học của con mình không được một cái thánh giá. Nếu mà để một cái thánh giá lên cái bàn của con của mình thì chắc chắn Chúa sẽ che chở cho con mình. Hay ha, mình không nghĩ ra thì lúc mình cũng không nghĩ ra thì đó. Hai đứa nó nhớ cái chi tiết đó hay. Thì mỗi người thấy ấn. Đứa nào có con mới nhớ. Đúng rồi. Đầu đâu có đâu nhớ chi. Hai đứa nó hay. Rồi xong rồi cha cũng khen là có những người ta rất là đạo đức, là khi người ta ra đường người ta hay đeo một cái thánh giá, cái chàng hạt mồ côi. Để như lỡ có chuyện gì cũng mình cầm cái đó lên mình xin, mình đặt mấy cái gì cái vòng tắc, câu những câu tắc gì đó. Cha nói là ví dụ như là lạy Chúa xin giúp con, xin cứu con, hoặc là Giêsu Maria, Giuse xin cứu con vậy. Còn lạy Chúa Giêsu xin tín thác vào ngài gì đó. Ví dụ những cái câu đó là mỗi lần mình bị cái gì là mình phải nên cầu xin. Cha nói là mỗi người có một cái tự do riêng, Chúa để cho mình tự do, chứ Chúa mình không có bắt mình, cho nên cái tự do của mình là Chúa cho mình thoải mái, nhưng mà mình phải xin, mình phải cầu nguyện. Đó, mùa chay này là cầu nguyện, ăn năn, sám hối và làm việc bạc ái. Rất là hay. Rồi, chấm dứt câu chuyện lời Chúa sáng nay đi lễ Chủ nhật tại đây. Và bây giờ chúng ta đi ăn sáng. Yeah. Không ăn đâu. Được ăn rồi. Bây giờ phải vô kêu chị Hanh dậy nữa. Ngủ cái gì mà ngủ hoài. Ở Việt Nam chứ đâu phải ở Mỹ đâu mà ngủ hoài. Dậy đi, bắt đi. Cái gì Khánh... nắm hai tay hay nắm hai chân nha. Đúng rồi. Chị Khánh nói là sao không để tao ra phỏng vấn hai đứa nó. Cảm ơn Tiết Nhi và Đức Trung với Hai Đi rất là nhiều. Bây giờ xin mời mọi người đi ăn sáng. Đi bây giờ từ đây từ đây cho tới mà lúc mà bà tắm về là chủ nhật nào cũng bắt hai đứa này nó tổng. Nghe cái gì rồi nó cứ bẩn gì lời Chúa đó. Trải nghiệm, chiêm nghiệm, đúng rồi, chiêm nghiệm lời Chúa trong mỗi chủ nhật đi lễ đó. Mỗi tuần mình đi lễ để làm gì, để mình connect với lại, giống như là mình kết nối các thánh thần, các tổng lãnh thiên thần và Chúa trong nhà thờ cùng tất cả mọi người anh chị em, để mà mình chiêm nghiệm lời Chúa và mình sống mỗi trong một tuần đó, mình nhớ để mình sống vậy thôi. Nó chứ mình nói là mình đạo Chúa mình không đi lễ thì không có đúng các bạn. Cái đó là giống như là cái đó là lý do mà mình không thể nào mình nói là tại vì tôi bận này kia. Có một tiếng à, một tuần có một tiếng à, mình đi lễ cha ở nhà thờ Sông Bạc ra hay nói là mình đi lễ thì mình mới được lên thiên đàng. Tại vì tuần nào mình cũng kết nối với lại thiên thần với Chúa, là mình xong rồi thiên thần với Chúa, đúng là thiên thần thì cứ các tổng lãnh thiên thần biết mặt mình, thấy mình nhỏ này mình có cái gì là cho mình lên thiên đàng, là biết tên, giống như biết tên cái tuổi mình là vậy đó. Nên là đừng có nói là bận thì khi mà không đi lễ, là một tuần có một tiếng thôi các bạn nhớ là Hai đi. Dạ là thấy có đi lễ không thì có chứ. Dạ. Em phải dắt hai đứa nhỏ với thậm chí Nhi cũng đi nữa. Dạ đó, đi lễ là như vậy chứ, mình đạo Chúa là mình phải đi lễ là như vậy, là mới là đạo Chúa. Tại vì Chúa chỉ có đi lễ thôi, đúng không? Với lại mình cầu nguyện thì mình cầu nguyện trong nhà của mình riêng, sáng tối này kia là cầu nguyện thôi, là đâu có ai thấy. Nhưng mà mình đi lễ là mình phải đi lễ rồi thôi đi. Hai đứa này nó bằng tuổi nhau á, đứa nào già hơn. Không có vậy thì không. Hôm qua chị Thanh khen, hôm qua bà Thơ bớt khen chị Thanh khen. Ai khen?
Thế nên hai người không ai. À, ai cái con nhỏ, con bé Nguyên. Bé Nguyên nó nói là anh đi chị Khanh á. Anh đi chị Khanh. Trẻ quá trời luôn. Trẻ. Anh bằng tuổi Eric á. Là cái Eric nó nói, ủa là ý là sao? Là chê tao già thiệt á, nhìn em rất dạng hay đầy nhiều luôn á. Mà em bằng đối với mấy đứa bằng tuổi em thì em trẻ hơn mà. Vậy là nhỏ này nó trẻ sẵn. Ủa nó nói vậy làm sao? Nó nói đối với mấy đứa ý là mấy cái đứa nào mà bằng tuổi là nó bằng tuổi nó mà, nhưng mà trừ mày ra. Ờ, nó phải chê cái chữ trừ mày ra mới được. Vậy mà nó cũng chưa hiểu nữa. Ý là trừ mày ra thì mấy cái đứa mà bằng tuổi nó là nó trẻ hơn. Tại vì nó đâu có nói trừ mày ra. Ôi sao khó quá à. Khó quá vậy. Vậy giờ mày đi hóc môn hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, tự nhiên đi hóc môn đi ăn sáng. Ủa, là giờ em đang đợi đi ăn sáng xong rồi em đi. Đúng đó. Ủa thôi sao nãy tự nhiên cái dĩa bưởi chúng ta ăn xong thơ xịt đồ thơm cho trọng đi. Có xịt thôi nào. Trời thật. Đi. Thiệt mà. Nhưng mà không phải tao. Em ăn có miếng chỗ này nè, khúc này nè. Nhưng mà cái đó là mùi dầu thơm của thơ. Không. Nó quan trọng là cái đó là mùi dầu thơm của thơ. Sao mày biết mùi của tao? Trời ơi. Tại vì hồi sáng vừa hơi thịt xong vừa hơi đi ra đây ngồi. Nhưng mà sao nó sao vô rủi rủi rồi. Ngồi mùi rủi chị thơ. Là mùi y vậy luôn. Không có. Ôi trời ơi, không có sao dĩa bữa tại mùi dầu thơm của thơ không? Sáng giờ là chỉ có một mình chị thơ dậy sớm nhất ngồi đây luôn. Cái dĩa bữa này tao lấy trong ngủ lạnh ra đó. Nhưng mà cái quá trình thơ lấy là cái tay thơ cầm dĩa bưởi ra, thơ chà chà và thơm. Bây giờ mọi người ăn, mọi người có mùi dầu thơm. Giờ đừng ăn. Lỡ ăn rồi. Nhưng mà giờ không lẽ không ăn? Thì giờ ăn đi. Thì mày ăn đi. Cái bưởi người ta gửi từ Đồng Nai lên. Giờ không lẽ bỏ. Là người ta gửi. Ở đâu có, người ta đem lên luôn mà. Ừ. Ăn gì đó. Phụng á. Bây giờ cuối cùng có ăn không? Nhưng mà ăn mùi tội. Thơm không mà. Thì ăn đại đi. Tội ảnh thôi chứ không có tội gì thơ hết á. Ăn đại đi. Nè, tao ăn tiếp nè. Ủa là tại sao phải có hai dĩa vậy? Tại cái dĩa này dĩa dầu thơm rồi. Hèn chi. Tại vì cái dĩa nó lạnh. Thôi đi, hèn chi em nói. Ủa, coi nãy có một dĩa nè. Cái xong rồi tôi không hết. Thì ra là vậy luôn á. Đây nè, thử ăn cái miếng này coi nè. Bây giờ thôi thử ăn miếng này coi dầu thơm không đó. Nè, cái miếng dầu thơm không nè. Thì mày ăn đi. Mày ăn đi. Bộ ăn dầu thơm chết hả? Chết. Bưởi à, dính miếng dầu thơm có sao đâu, làm ghê vậy. Vô cái khúc này thôi à. Ai biết hai đề ăn rồi. Chứ ai nó xạo hơn chi? Hay là không là hai con ngựa nó xạo con chó? Nó ngựa nè, nó ngựa thằng nó ngựa luôn, hai cái bằng tuổi nhau. Bạn kia nó già. Anh nói được. Nhìn giống như anh mày á. Em nó cao hơn, bự con hơn. Nó lớn tháng hơn em vợ. Rồi ai vậy? Rồi sao? À, quá hậu ra. Trời ơi. Ê, mày đứng lại. Ủa, chị hai ngồi xuống đây. Thôi, cái đó của em. Đây, em đang thỏm gì vậy? Cái đó của em. Coi đi cái này của em đi. Rồi vô đi. Vô. Sáng nè. 1, 2, 3. Vô. Sao tối qua chị Thanh ngủ ha, ngon không? Cái bài cà phê sáng thì tôi quên. Cà phê sáng với tôi. Bình Minh ơi dậy chưa? Bình Minh ơi dậy chưa? Dạ thưa đời em, lần đầu tiên em thức dậy giờ này rất là sớm. Nhưng mà đi với bà Can Thơ thì lúc nào em cũng phải chỉnh chu. Ừ, giỏi. Và khi kỳ này về Mỹ thì đời thơ sẽ chết với đời Khánh. Tại sao? À, tại vì chúng ta về đây chúng ta mới thấy sự thật nó rất là phũ phàng. Sự rồi, sự thật gì? Là Can Thơ bắt em đi ăn mỗi ngày, làm cho hôm nay em được tăng 2 pound, em cảm thấy em không được vui. Trời ơi, chị phải mặc lên chút chứ chị ốm quá đâu được. Nói lại chứ, cảm ơn Trung rất là nhiều. Về đây được uống một ly cà phê rất là lạ luôn. Cái này là cái tre đúng không mày? Đúng rồi chị. Cái tre trăm đốt. Bây giờ khi mà uống xong rồi mình rửa sạch sẽ, mình đem về Mỹ.
cái mình biết kỷ niệm mà không phải kỷ niệm. Xong rồi mỗi lần mà mình tới nhà thơ á, cái mình để cà phê, thay vì mình để cà phê thì mình để thuốc mà gọi là uống vô là không biết trời đất là đâu á, mình cho thơ nó uống. Là thuốc gì? Thuốc mê. Mê cho nó uống. Em hỏi chị chị ngủ được không? Rất là ngon đúng không? Ngon sau, không? Rất là ngon sau mấy ngày không ngủ gì hả? Rồi mấy ngày vật vả. Hôm qua chị ngủ mấy giờ? Hôm qua tao ngủ chắc cũng 12 giờ mấy. Ê, nói cho tụi em nghe nha. Về đây á ngộ lắm các bạn. Cái người Việt Nam mình á, nhất là cái nhóm này nó ngộ lắm các bạn. Nó nói chuyện á, cái nó rù rì nói mình nói vậy nè. Mình đang ở trong đó với Tuyết Nghi, cái nó kéo Hà Vi đi ra nói chuyện riêng mày. Mà tao nghe nó nói xấu mình mày. Trời ơi. Nè thằng này nè, thằng này. Thì có chuyện sao đi nói đi, nói xì xầm cho chị Tâm vậy chứ nghi ngờ với buồn vậy. Bên nay đó Hà Vi với lại Heidi làm ơn đi một cái nhóm riêng để cho chúng em yên. Mày tao cho mày nguyên một ngày nay nói chuyện riêng với Hà Vi. Không, em không thích, em chỉ thích nói chuyện riêng. Tối hôm qua thiếu vậy thôi. Không kể thì nghe vui lắm. Tối hôm qua cái hai đứa đi ra ngoài, thưa biết không, thì Kỷ với lại Thúy Nghi ở trong phòng, cái ta thấy tao đợi lâu quá, tao nói ủa hai đứa này nói chuyện gì mà nó lâu quá vậy. Cái sau cái ta đi ra cái ủa mà xí ngày qua ngồi ở cái quán ăn nó trời buồn ngủ lắm rồi, buồn ngủ từ chịu không nổi nó rồi. Đi về là ngủ liền xong tại mày cho tao ăn mấy cái đó nó bổ quá, nó nhảy không chịu ngủ, nó bắt mình thức. Nào là tôm mà hấp nó còn nguyên chất bổ á, về Việt Nam ăn đồ ăn toàn rồi hào rồi ăn mấy cái đó vậy á. Xong rồi làm cho tao tỉnh hồn luôn mày. Ủa chắc em không ăn quá thì bởi vậy tối qua thấy mày căng cỡ, mà tối qua thấy mày căng cỡ chắc chắn đâu, em ngủ bọc lèo luôn á. Ê để kể tiếp cho nghe cái chuyện ngày hôm qua. Thế xong tôi đi ra đây thơ thật sự không thấy hai đứa này đâu hết. Cái tao mới nói ủa sao kỳ vậy nha, cái để lỗ tai nghe rõ ràng hai tiếng nói chuyện trong toilet đúng không? Cái tao nói ủa hai đứa này làm gì trong toilet? Cái gì gọi cửa mở ra ủa mình thấy Hà Huy à, không thấy này đâu hết. Thì ra nó nằm co ro, nó ngủ phòng của nó mà mình không có biết đó, cho cái tội thích nói xấu người khác đó. Sao tụi mới chơi kỳ không, không? Cái tội là cái tội của chị bữa nay về học thêm một bài học là tội nghi ngờ. Thấy không, cái đó là một cái tội luôn các bạn. Không, mình chỉ cần nghe thôi, mình chả biết chuyện gì xảy ra, bước ra đây thấy cái phòng trống mà thấy bên trong đóng cửa và nghe tiếng nói mình lại nghĩ bậy liền đúng không? Nhưng mà ai ngờ Hà Vi nó nói chuyện điện thoại. Mà thiệt là Hà Vi nói chuyện điện thoại để tao mở cửa cấp 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 đi toilet đó. Hay là đang đi toilet à, gõ cửa vô thấy mình Hà Vi cái quan kia thấy như thằng này. Vậy là mai mốt em sẽ lập một cái channel cuộc sống nghi ngờ. Chị này vậy để đủ cho được. Chị có cái gì đâu mà chị sợ người ta nói xấu chị. Đất ơi, mình đâu có gì xấu đâu mà sợ người ta nói xấu. Hình như trong cuộc đời này thơ thì lại có một tánh mà mình rất là thích, là thơ nó quá là thành thật. Nó thành thật đến mức độ mà rõ ràng là mình thấy con mèo mà nó nhất định nó nói là con anh. Mình thấy rõ ràng con mèo nó có 4 chân mà thơ nó rõ ràng nó đâu, mèo nó có 3 chân thôi không. Và cái gì thơ nó cũng có thể nó nhìn một cái khía cạnh rất là tích cực, cái đó là cái điều là mình học hỏi được. Ủa là con mèo 3 chân là tích cực rồi hả chị? Tất nhiên là nó lúc nào ý là muốn nói vậy nè, dù là con mèo thật sự nó là 4 chân nhưng mà thật, nhưng mà con mèo là 4 chân thì nó mới có cuộc sống bình thường. Nhưng mà con mèo này nó chỉ có 3 chân thôi, mà cái cách chị nói chuyện là chị cảm thấy chị feel chị tội nghiệp cho con mèo này. Chỉ nghi ngờ là không biết con mèo này nó có được nuôi nấng đàng hoàng hay không, hay là nó bị bỏ rơi, nó bị đánh đập. Thì những cái tiêu cực đó khi mà nói chuyện với thơ thì nó quạt chị liền. Nó nói chứ con mèo 3 chân nó vẫn sống happy, em vẫn thấy nó đi được mà, tại sao chị phải worry đâu. Cái đó là một cái điều mà thật sự là ở nơi thơ nó rất là tích cực cái điều đó. Mặc dù chị thấy rõ ràng cái câu chuyện đó là câu chuyện rất là tiêu cực, cái đó cũng là một cái hay. Do đó là khi mà tất cả các bạn mà coi qua cái kênh này, ai mà đánh giá thơ á, mình đây là mình nói mình không binh nha, nhưng mà lầm rất là nhiều, tại vì mình cũng có lướt qua rất là nhiều comment nói về Khanh thơ. Thì mình đính chính một lần nữa rằng là ngay cả bản thân của Khanh thân với thơ như vậy, nhưng mình cái chuyến đi này mình học một bài học là chỉ có trong chăn mới biết chăn nó có rận. Do đó đừng bao giờ chưa bị rận rận cắn thì đừng nói là con rận cắn nó không đào, đúng không Trung? Đúng. Vỗ tay. Cho em hỏi là bây giờ là mình 8 giờ sáng mình vẫn chưa ăn sáng, bây giờ mình ngồi mình chia sẻ tâm sự rồi tâm sự tới mấy giờ? Dạ chờ cũng lại thi nó nói em đang đợi một tô bún bò
dâng tới trước mặt em, nhưng mà chưa. Nhưng mà lại dâng trong khi giờ đợi lễ thi tới. Mình đi xuống là vừa. Mình đi xuống là vừa. Dạ, mình đi xuống là đi đẹp xe làm sao? Nó bạn mà tưởng về Việt Nam mà cho ăn ngon, chị sáng về cho ăn bắp. Ăn dạo. Ờ, mày ra nhìn thấy bắp không còn một cái giả men nữa. Sao? Hôm bữa con đem bắp với khoai lên cho cô Khanh, cái cô Khanh nói sao cô Khanh nhớ không? Tàn nhẫn vô nhân đạo. Cho con ăn về là nó tàn nhẫn vô nhân đạo. Cứ kêu tao về nó cho tao ăn về nè. Không biết không? Xong rồi đó, cái buổi tối đó, cái chị lại hai này không có ngủ được, cái mới ra đây ngồi. Cái mới ở trên này thì nó đem bánh chuối đó tao ăn. Cái xong rồi cái tao đi vòng vòng nhà. Mày biết không, nó dùng cái cây trong góc này nè Trung. Cái cây dấu luôn. Cái cây dấu, sữa rồi này kia ngon. Cái tao nói là tao nói chứ kiệt chuyến vừa rồi á, Thơ nó về á, nó đem chuối cho tao ăn á, mà một năm ăn còn chưa hết. Nó qua đây nó cho tao ăn chuối tiếp được không? Mà thiệt ra nó cho ăn tao ăn chuối để tao no mà nó giấu trái cây trong góc. Tao tức quá trời, tao đem lên tao ăn. Tao được nói như này, mình ăn xong mình để vỏ cây trước cửa phòng của mấy đứa này cho ra nó đi đạp chơi. Mà nó nhát, nó không dám làm, nó sợ Thơ quýnh. Mà cái khúc buổi sáng chị cho chị ăn bắp ăn khoai xong rồi nghe nói là tài nhẫn vô nhân đạo, vô dễ đạo. Như là bị nhói lòng, nó kêu chung chung mày đặt xôi nước thang về cho chị Khanh đi xuống. Giống như là để tự an ủi bản thân mình cũng có mua xôi cho chị mà. Đúng rồi, tao mở ra nó cũng tàn nhẫn vô nhân đạo. Nó nói này, về Việt Nam nó cho tao ăn ngày mày. Tàn nhẫn dễ sợ luôn, mà đã lại còn cái cục khoai mà không được khoai dương nhật nữa các bạn, nó cho chị ăn cái khoai đỏ đỏ tím tím vàng vàng á, cái đó là cái rẻ tiền nhất của Mỹ các bạn. Dương nhật nó cho tao ăn mà cái đó là thằng Trung nó mua á chị. Còn khoai mì hả, nó cho tao đúng 4 củ thôi. Mà trong khi người ta đòi ăn cái món là tôm gì, tôm nướng càng tôm càng xanh, tôm càng xanh nướng cuốn bánh cá, xong gặp ai cũng hỏi ủa biết cái món nó bán ở đâu, mà trong khi người nào Việt Nam á, ủa chị cái món nó là ăn làm sao chị, tôm càng là chấm muối tiêu, tôm càng rang me, tôm càng rang muối, mà chị tôm càng nướng xong cuốn bánh cá rồi chấm với nước mắm. Không biết là mình có nhớ sai hay là không, nhưng mà cứ nhớ là ở Việt Nam mình nó bán món đó, nên kỳ này về tao nhất định tao đi ăn. Cái ai chị cũng hỏi cho nói chị muốn ăn bún đó, là bún rồi nước mắm rau sống, mà có cái con tôm mà bự bự á, tao kêu là con tôm càng, thì ở này nó mới nói là con tôm xanh. Tao nói cái con đó nó nướng lên rồi mình cuốn vô mình ăn với bún với bánh tráng, có không, hỏi khắp nơi không ai có bán món đó. Tại có mình chị ăn món đó. Chiều nay đi, chiều nay nhắc chị đây. Có cái nào chỉ lộn rồi, cái cá lóc nướng của người ta. Cá lóc nướng cuốn bánh tráng chấm với lại rau rồi. Ơi, hồi nãy ngày hôm qua chị đi chị thấy rõ ràng. Ok, cái lò mà nướng bằng than thiệt đúng á. Rồi, đúng okay. Rồi. Cái nó đâm cái cá. Cá lóc. Đúng rồi. Gần nhà mình. Cái nè. Nó để đây cái nó quay vậy nè Thơ. Con cá nó quay mà tối nay dắt chị đi. Cái thắt đó mới là ngon đó. Chị ăn được cá lóc không? Cá lóc là con gì? Không, chị nghĩ mày nói con cá đó là con cá catfish là cái gì? Catfish là cái gì? Catfish cái gì? Con cá gì? Con cá người ta hay kho đó. Con cá bông lau. Cá bông lau. Đúng rồi, cá bông lau mới là ngon. Ừ, tiếng Anh chị giỏi. Nghĩ là cá bông lau. Cá bông lau là cá lóc á. Cá lóc đó. Ừ, ủa. Cá bông lau là cá lóc. Nói chung con cá nó dài dài. Nó đen thui. Ủa, con đó cá nó là cá tra. Có con cá nào không dài? Không phải, nó ốm ốm, nó dài dài. Nhưng mà tao biết con cá. Nhưng mà cái đó kho rất là ngon. Còn cá lóc đó là cá bông lau. Cá lóc là khác nữa. Đồng, Trung nó nói tao biết Việt Nam mình hay ăn cá lóc kho. Cá lóc kho thơ. Đúng. Bên mình á, tại vì mới ăn cá bông lau nên mới ăn cá bông lau. Còn Thơ thì nó không thích ăn cá bông lau. Cá hú. Mấy tên cá tra mà mình cá hú, cá hú mở nhiều lắm. Không, cá gì, cá ba sa. Cá tra không có ăn được thì đủ. Mày nói là tao chịu ra mày. Thì thôi, chị kêu cá hú. Chị muốn ăn cá tra, cá trê. Rồi, tới rồi trời. Thấy không? Đồ. Mày giả nhanh quá rồi. Em muốn cười là có. Trời ơi là trời, về đây nó cho ăn bánh này nữa. Có nào giả mang hơn không? Ok, let's go. Ngon lắm đó nha. Nói chứ cái này nhìn ngỡ. Bốc xe đi. Đây.
Chú ngày qua tôi không quay cái khúc đi Hồng Đa, chị rất là muốn quay cái đó để cho con chị nó coi là lần đầu tiên mày ba đứa đi một chiếc Hồng Đa. Hay quá. Tôi đi phản phát ngôn. Hay hay đi, bên kia này về tao khôn rồi. Tại lần đầu tiên chị về chị đi Hồng Đa đó, tao đâu có biết tao ôm người ta như vậy nè mày. Tao ôm người ta. Ôm không chở hả? Kỳ này tao khôn rồi. Rồi sao? Chị đứng về nè, dễ dàng nhìn éo. Ghê hả? Tại vì lúc đó đi ba người. Chở ba, mình nhìn an toàn rồi. An thì An chứ cũng sợ vậy. Nhưng mà bây giờ mình khôn rồi, mình có một ôm bậy bạ này nữa không? Trời đất ơi. Thiệt luôn á. Chắc cái ông đó ông chạy lạc đường. Ô mà tao còn á cái mặt tao vô ổng rồi. Cái bụng ổng á, ơi quên cái lưng ổng á, tại tao sợ té. Ai ngờ được. Là em từ đó em sẽ ôm mà phải ôm chứ. Lại cái này dễ đỡ hơn rồi đó. Thấy không? Tao tao chọn vô được. Mày thấy không? Mày thấy không? Thắng là thằng má nó thắng. Mày đừng có làm tao nó bậy bạ là đúng. Mày coi tội nghiệp nó thiệt á. Ủi cho. Xe tới chưa con? Con tao mới lớn. Ta xe tới rồi kìa. Chưa. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.